công cụ High Pass Screen che một phần màn hình là công cụ nhằm hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy. Khi mà cần che những phần nội dung, thông tin chưa sử dụng đến hoặc không sử dụng trong bài học. Để bật công cụ này, thầy cô lựa chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang nằm phía ngoài cùng bên trái tại thanh công cụ. Sau đó, thầy cô chọn biểu tượng hình mắt bị gạch nằm trong khung hình vuông. Để che đi vùng mà thầy cô muốn, thầy cô giữ và kéo tả chuột để khoanh vùng đó như trên màn hình. Khi đó, màn hình sẽ xuất hiện những khoảng đen để che những phần nội dung không cần thiết. Như vậy, học sinh có thể tập trung hơn vào các phần nội dung đang được hiển thị trong bài học. Để tắt công cụ này, thầy cô click lại vào biểu tượng của công cụ, màn hình sẽ trở lại bình thường. Công cụ này cũng có chức năng tương tự công cụ High Full Screen che toàn màn hình và Show Pass Screen hiển thị một phần màn hình.